Anh kỹ tính, anh nói anh kỹ tính á, vậy trong tiền bạc anh như thế nào? Đi ăn anh có chia ra không? Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Rồi, hai bạn hãy giới thiệu về mình, mời bạn nữ. Em là Nguyễn Nguyệt Điền Hồng, năm nay em 27 tuổi, là nhân viên ngân hàng, giải quyết những thắc mắc hoặc là những cái cuộc gọi của hàng gọi lên trung tâm á. À, quê quán em ở Long An. Mời bạn trai. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Hồng. Em tên là Trương Điền, 31 tuổi, công việc là giao tiếp chăm sóc khách hàng ở khách sạn Quận Nhất. Trương Điền, bên đây Điền Hồng. Ủa sao Điền Điền vô Điền vô giống nhau vậy ta? Trời này là có duyên rồi đó. Bạn nữ, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em một mối tình chính thức anh. Còn trong thời gian mà đợi chương trình lâu quá nên em cũng có tìm hiểu hai mối. Hai mối sao không gặp mối này? Nhưng mà tại vì cũng không hợp mà. Chị hy vọng là ngày hôm nay em sẽ tìm được cái người phù hợp ha. Còn chàng trai bên đây? Dạ em thì có 3 mối tình nhưng mà nếu mà chính thức thì chỉ có một. Một mấy năm trời? Dạ thì cũng được hơn một năm. Lý do sao chia tay? Dạ tại vì thấy không hợp nhau nữa cho nên là tụi em quyết định là giữ khoảng cách ở mức độ là tình bạn. Rồi bạn nữ, mình ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ vui vẻ, hòa đồng, hay cười, dễ giận, mau quên, với lại mù đường. Mù đường, trời giống chị quá vậy. Dạ, lúc lạc đường. Bên kia có muốn đăng ký làm tài xế cho bên này không? Em có một cái cuốn sổ tay những địa điểm ăn vặt và những địa danh mà muốn đến cùng với người yêu thì em sẵn sàng cùng nhau thực hiện cái khách sạn tiếp. Rồi ha. Hấp dẫn ha. Bên coi kia có những cái khuyết điểm ưu điểm còn bạn thế nào? Dạ em biết nhường nhịn, lễ phép với người lớn, khéo léo, có năng khiếu. Năng khiếu gì? Nấu ăn. Ủa dạ. em có biết nấu ăn không? Tạm thôi chị ơi. Tạm thôi ha, để anh đó, anh đủ tài. Lâu lâu mình phải chơi ngược thì mới được chứ. Dạ thì em thích những sự gọn gàng, sạch sẽ, chỉnh chu. Nhưng mà cái đôi khi cái sự cầu toàn đó thì gây một chút khó chịu cho đối phương. Kiểu như đi làm về mà thấy nhà bề bộn cái là bắt đầu quạo quọ không vui á, phải không? Dạ thì có quạo quọ chút chút. Nhưng mà em muốn sạch thì em phải phụ vợ làm chứ đúng không? Em có làm việc nhà không? Dạ có. Chứ da phụ nữ người ta đâu làm nổi. Đây tính gọn gàng lắm. Gọn với sao nhìn là biết liền à. Phải không? Vậy ngày tắm mấy lần? Ngày tắm mấy lần thiệt rồi. Ngày tắm 3 lần. 3 lần thiệt luôn hả? Nhưng mà tắm nhanh chứ không có phải ngâm ở trong nhà tắm luôn. Lần tắm 3 giây. Còn bạn nữ, mẫu người lý tưởng bạn đặt ra là như thế nào? Cao 1m7 trở lên, da sáng, nụ cười tươi. Tươi là sao? Giống như Thịnh vậy. Bên kia giống mình Nu Phước Thịnh không? Cái này có nu. Nu gì? Xà nu. Rồi bạn trai có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái là như thế nào không? Theo em hình dung là tóc dài, mặc áo dài, và răng dài. Dạ, vừa người, cư xử lễ phép với người lớn và yêu trẻ con. Phía nhà gái mình còn có yêu cầu gì nữa không để chị qua chị xem? Coi giùm em coi có mụn nhiều không chị? Hả? Ủa nếu mụn nhiều thì sao? Em không biết lắm. Hồi xưa giờ em chỉ tìm hiểu với mấy anh là da sáng sủa, ít mụn thôi. Đừng có hói. Thì đúng hả? Thì sao hồi nãy tôi kêu ra cái chuẩn thì không chịu nói rồi bây giờ... Giờ mới nhớ. Lòi ra tùm lum vậy. Mụn đi nặng mụn chứ cái gì đâu trời. Trời ơi, này nặng mụn mỏi tay luôn mà. Cao nhiêu? Dạ xém 1m7. Xém là 1m69. Nhưng mà chiều cao đâu có nói lên được tất cả mà chị. Có dài độ mà chị. Thôi ông độ cái gì? Không thích cái điều gì ở người bạn gái? Em không có thích là sự lười biếng. Tức là em thích phải năng nổ, năng động chứ đừng có thụ động. Không quan trọng là bên nam hay bên nữ đều chủ động. Có thể là cọc đi tìm trâu cũng được. Dạ, tại dạ, nhiều dạ. Bạn gái người ta quan điểm thích mày không dám nói ra sợ người ta đánh giá. Em suy nghĩ thoáng tại vì thời buổi này là thời buổi hiện đại rồi. Rồi vậy cũng được. Nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Dạ năm sau hợp tuổi. Ủa coi tuổi luôn hả? Ủa em tuổi gì? Tuổi tỵ. Tuổi tỵ cũng tuổi tỵ tuổi được không? Tỵ dậu. Dạ được rồi ha. Lát mở màn lên nhìn thôi ha. Nhưng mà bây giờ lấy vợ về mà không ở đâu? Không hói. Vậy thôi. Dạ, ở chung nhà với má. Mấy anh chị của em thì ở riêng. Vậy là ở chung với má có một mình phải làm dâu rồi. Dâu có sao đâu. Chào bạn gái dễ thương. Làm dâu được không? Dạ được. Có gì thì chồng phải giúp đỡ. Đúng rồi. Nếu mà ở riêng á, những lúc chồng đi làm thì ở nhà mình có mình à. Còn làm dâu thì về nhà có trò chuyện với mẹ chồng. Hoặc là có cháu thì mẹ giữ. Trời ơi. Chưa chồng tính xuống. À, cũng được, nó chưa có cháu thì rất là vui. Mẹ chồng mình cũng mốt là mẹ mình thôi. Đúng rồi.
Được á. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Trời, cho chị gặp em gái. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Về cá nhân em thì em thấy anh ngoại hình cũng ok, nhưng mà không có giống Lưu Phước Thịnh nha hai. Cách nói chuyện thì cũng chân thành. Em nghĩ hai người cũng nên cho nhau một cơ hội, vì em thấy cũng có nhiều điểm tương đồng giữa cả hai. Cảm ơn em. Rồi hôm nay Điền đi với ai Điền? Dạ đi với má em. À dạ, chào cô. Em chào bác đi. Dạ chào bác. Chào dạ. Con dạ. Theo dạ. Như mà tánh của con thì rất là hợp với lại bác. Bác rất là hiền. Dạ. Đâu con đừng lo ha. Điền thì nó kỹ tính này kia gì thôi, chứ còn dễ dãi lắm con. Dạ. Vậy là bác hứa mai mốt là giữ cháu nội nha bác. Có mình bác à, chứ con khỏi có làm dâu gì hết. Con đừng lo. Dạ. Bác chịu không? Bác chịu không? Chịu. Chịu. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Vậy là mẹ chịu quá đó Điền. Quá dễ thương luôn. À, kéo màn lên. Anh rất vui hôm nay được gặp em. Hy vọng cái món quà này khi mà em nhìn thấy nó thì sẽ nhớ đến ngày gặp gỡ với chúng ta hôm nay. Dạ, và nhớ đến anh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi đó, tỏ tình, tỏ tình. Bài hát gì đó, hát đi. Nhiều lần ngập ngừng muốn tôi muốn ngồi tìm yêu đương sao không thành câu. Nàng đẹp tưởng ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cành hoa đào. Thôi rồi, khỏi hát. Ủa mà sao gì mà đỏ mặt đỏ mai vậy? Hát thì nó rung quá trời, giống như đã bài vậy đó. Như có đánh má hồng vậy. Rung quá rồi. Gặp cái đỏ mặt hết trơn rồi. Hát rồi hàng ngày hát. Tiếp xúc bao nhiêu khách hàng, bao nhiêu cô gái luôn mà lên đây rung dữ vậy đó hả? Có rung động. Điện thấy má chưa? Chịu mà thấy rung động. Dạ. Hả? Cô kia dễ thương quá trời. Ráng nghe không? Dạ. Em có nhiều câu hỏi lắm mà tự nhiên. Hỏi đi. Không nha. Trời đất ơi. Hồi sao đó? Qua đón em làm đâu? Tối đón, sáng đón, chiều đón gì đó? Hồi nãy anh có nói là anh có một cái cuốn sổ những cái địa điểm ăn vặt và những cái địa danh mà anh muốn đi cùng với người yêu của mình, thì em có muốn thực hiện nó cùng với anh hay không? Em rất là thích đi du lịch, thích người ta chụp hình. Sở thích hai đứa giống nhau. Có cuốn sổ ghi cái điểm ăn vặt. Hỏi em có thích hay không? Dạ có thích ăn vặt. Anh có thuộc tiếp người lãng mạn không anh? Anh sinh vào tháng 9 là mùa thu. Anh cũng lãng mạn nhưng mà cũng thực tế, chứ không phải là cái tiếp người mà sến xuống. Dạ, em cũng sinh tháng 9. Em sinh tháng 9 nhưng em thuộc tiếp người lãng mạn. Mấy dịp lễ gì á, em thích bạn trai mình phải có quà. Không thích hoa tại vì hoa nó hư hết à. Tốn tiền mua xong tốn tiền. Mua chẳng hạn mua giỏ hay mua đầm áo thì được. Trai thấy sao? Dạ, những cái đó thì cũng không phải là vấn đề lớn. Dạ. Em cũng hay thích mua quà về tặng cho người yêu và là bạn bè. Một tuần anh có thể hẹn hò mấy lần? 6 ngày. Về cái thời gian thì mình có thể thỏa thuận và sắp xếp được. Bây giờ hỏi nè em, ví dụ lấy nhau mình, em thích trai hay gái mấy đứa? Em thích trai gái luôn. Rồi giống anh là tại vì anh nghĩ chờ cho cái sao thì mình nhận cái đó. Tiền bạc ai giữ? Tiền nói bạc. Chung tiền bạc ai giữ không thành vấn đề, miễn là người nào quản lý tốt hơn thì người đó giữ không sao. Dạ. Anh kỹ tính, anh nói anh kỹ tính gì trong tiền bạc ăn như thế nào? Đi ăn anh có chia ra không? Rủ anh đi ăn, mỗi biết anh được ai có tiền thì tôi biết. Thì nếu mà thực sự là bạn đời với nhau thì cái chuyện tiền bạc thì mình hai đứa có thể nói chung là... Chia gì? Dạ, không phải. Ý là rồi. có một cái quản lý tiền bạc hợp lý nhất để mới quen nè. Dạ rủ người ta đi ăn kìa đó. Sổ tay địa điểm ăn vặt mà đi ăn là ai trả tiền? Dạ em không có quan trọng trong cái vấn đề đó. Em phải nói chứ người ta hỏi mà. Anh nghĩ là em cũng hiểu ý anh, đó là anh không muốn tiền bạc làm ảnh hưởng. Em hiểu rồi. Đâu có mượn tiền gì đâu mà gì tiền bạc ảnh hưởng này, tao đang nói đi chơi đi ăn du lịch. Nãy giờ chưa trả lời cụ thể, bực mình quá. Anh trả lời rồi là em trả. Em mời thì em trả. Mời vậy em mời em trả. Không, nếu mà em cảm thấy ái nái thì anh giả bộ cho em trả. Làm gì đâu ái nái, tôi không bao giờ ái nái gì đâu. Ái nái gì đâu. Không có gì ái nái hết trơn trời. Chưa giờ mà nó còn không phân minh được. Anh lo hết. Dạ thì tất nhiên rồi, nếu mà vợ chồng thì lo hết. Thì em yên tâm thì anh lo hết. Được không? Dạ được, em cứ việc ăn. Thế giới đền lo. Nó nói cho nó dứt điểm vậy đi. Em cứ thoải mái ăn.
bill để anh tính. Em nghĩ là ban đầu hẹn hò thì bạn nam nên trả, thì nhưng mà đến một lúc tình cảm của mình nó đủ lớn rồi thì nói chung là tiền bạc á không thành vấn đề, với lại nhiều lúc thương anh rồi đâu bắt anh trả tiền nhiều đâu. Đúng rồi, đó là ý mà anh cũng định nói mà anh. Quá hay, em gái quá là hay luôn. Mình hãy nhắm mắt lại tưởng tượng xem gương mặt này có hợp với mình hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Lý do tại sao cô gái không nhấn nút? Em chưa có cảm giác nhiều lắm. Một chàng trai đẹp trai mà dễ thương, có nghề nghiệp ổn định, có mẹ đi theo. Một có chút thể làm bạn. Có thể trong lúc trò chuyện chúng ta cũng sơ suất một vài điều gì đó. Cái vụ mà thì anh mời anh trả đó. Nam nữ mà cái lần gặp mặt đầu tiên á, nó rất rất là quan trọng. Đúng rồi. Mỗi bạn đều có cơ hội để hàng triệu khán giả sẽ nhấn nút cho các bạn. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Và chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một đối tượng để mình tìm hiểu rồi đi đến hôn nhân. Dạ, em cảm ơn anh chị. Mình, cảm ơn chị các dạ. Rồi, cảm ơn hai bạn. Ok. Như thế này. Hẹn hò bạn muốn hay không? Muốn rồi hãy đến kẻo không lỡ thì. Sao chia tay vậy anh? Thấy ngoại hình thấy nhỏ ốm yếu quá. Chúng ta chấp nhận thôi, đó là mình phải tôn trọng ý kiến của những người tham gia chương trình. Có lẽ duyên họ chưa đến quý vị. Bây giờ thì Quỳnh Linh và các tường xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia. Trước khi giới thiệu thì em có vài câu thơ gửi cho chương trình. Dạ, mời bạn. Hẹn hò bạn muốn hay không? Muốn rồi hãy đến kẻo không lỡ thì. Chương trình hấp dẫn ly kỳ. MC xinh đẹp người thì bảnh bao. Phần thi đến điểm cao trào. Ở phần nhấn nút chọn vào tình yêu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Văn Bình, 25 tuổi, quê quán và làm việc ở Long An, hiện là giáo viên trung học phổ thông. Quê là ở Châu Thành nhưng mà dạy là ở Cần Duộc. Cần Duộc. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ xin chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thanh Trúc, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đức Hòa Long An, hiện là giáo viên mầm non. Cùng quê rồi ha. Vậy là đồng nghiệp rồi đấy. Hỏi chút xíu thì tại sao mình đến đây? Ôi em ơi. Dạ. Em đầu tiên dưới đây vậy? Nhìn xuyên bức màn kìa. Ôi em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai ạ. Hai. Mối tình gần đây nhất là bao nhiêu lâu vậy? Dạ 4 năm. Ủa sao chia tay vậy? Dạ do là tính cách không hợp nhau, lại không cùng suy nghĩ, thành ra là không quen nữa à. Nếu vậy mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Phải là lịch sự. Biết quan tâm, biết chia sẻ và không được lôi thôi. Em thì hay bị áp lực lắm. Mà nếu áp lực thì em sẽ chia sẻ, em sẽ nói hoài luôn. Mà nếu như mà anh đang ngồi anh nghe đã lời, các anh phán cho em một câu: ừ, kệ đi, ráng đi em. Lúc đó em bị máu dồn tới não phụt ra luôn. Trời ơi, ghê vậy. Trời ơi, cái gì mà máu phụt ra luôn. Gì mà dữ vậy? Thành ra là em phải còn một người mà biết quan tâm tới em. Hôm nay không ngồi đứng hình luôn rồi đó. Sao rồi bạn trai? Không, cái đó chia sẻ thì chắc được, tại vì cũng chung ngành thì cũng thấu hiểu những cái áp lực trong công việc. Anh ơi. Sao em? Anh trải qua mấy mối tình rồi? Một đơn phương hồi lúc trung học phổ thông và một lúc mới vừa ra trường. Hỏi sao chia tay luôn đi. Sao chia tay vậy anh? Cha mẹ của bên bạn nữ không chịu, lý do là thấy ngoại hình thấy nhỏ ốm yếu quá. Hỏi có yếu không? Anh có yếu không anh? Thì yếu thì chắc không yếu, đủ sức để gánh giá chuyện trong gia đình được. Anh cao mét mấy? Cao 1m71. Em cao có 1m4 à. Làm sao mà em nặng lắm, thành ra anh cộng em nổi không? Chắc nổi á. Chút thử nha. Rồi nổi thử luôn. Anh nặng bao nhiêu ký thằng anh? Hồi lúc mà chưa đi casting đó là nặng 55 ký, mà đợi tới giờ còn có 51,5 ký à. Trời đất ơi. Ủa vậy là như vậy thôi đó hả? Thấy con gái kia thế nào tới giờ đó? Nói chung là rất là bản lĩnh, cá tính. Thích không? Thích không? Thích. Thích vậy. Bây giờ em hình dung cô gái bên này như thế nào? Xinh xinh, tóc dài. Thì làm giáo viên chắc cũng trọng tính chút. Em nhồi lắm. Em nhồi lắm.
Sao anh chịu nổi không? Được, nhau vô nhà vô cửa chứ gì đâu. À, bạn gái bên kia bạn có ưu điểm, khuyết điểm gì bạn? Em rất là vui, rất là lạc quan, hồn nhiên, em nói nhiều lắm. Lại một cái nữa là em biết chăm sóc gia đình, biết quán xuyến mọi việc, rất là thương người. Em rất yêu thích trẻ con. Khuyết điểm? Em quê lắm, em không có thích chương diện cho bản thân mà em thích là cái hậu phương để cho người khác tỏa sáng lên. Chết rồi, anh sáng quá rồi, cô khác hốt ảnh rồi sao? Em là cái tính người là cái dạng như là thích làm cho người khác hạnh phúc hơn là người khác làm cho mình hạnh phúc. Em thích chinh phục người khác lắm. Cá tính, bản lĩnh. Rồi bạn trai, khuyết điểm, ưu điểm gì? Trời ơi. Ưu điểm của em đó là hòa đồng, dễ gần. À, có thể làm thơ và nấu ăn được. Thử làm thơ, làm thơ. Nói chung cũng có một bài thơ tình yêu để dành chút mở màn ta đem tặng. Rồi, để giấu chút đi ha. À, còn nấu ăn thì có thể em nấu được một số món ăn vặt như là gà rán, hộp vịt lộn rang me, gỏi cuốn. Em thích ăn vặt lắm anh. Đứng lên coi. Trời ơi sao vậy? Cái này mà tôi dùng sức tâm cái kiểu rập quá. Nổi không? Nổi. Cái gì nổi? Ẩm nổi. Tích đất 5 cái thử coi. Coi có xe cấp cứu ngoài kia không? Không, này cũng chuẩn à, chứ không có lượng sống. Được. Khởi động rồi ha. Dạ. À, thầy có kế hoạch kết hôn gì chưa? Dạ có chị. Rồi lấy về mình có làm dâu không? Có thể đi ra riêng được chứ không cần phải làm dâu. Ở dưới quê có đất gì chưa? Chung đất mẹ nhiều cho nên mẹ có hứa cho là. À, hứa rồi phải không? Dạ. Thôi vậy cũng được, mà mình có tính xấu gì không? Này không biết là xấu hay tốt, không biết nữa. Như là ví dụ như vừa đang đói bụng với đang buồn ngủ thì em sẽ ngủ dậy xong cái hết đói bụng cái không ăn. Hàng chi ốm là phải rồi, phải chịu khó ăn vô nhiều xíu cho nó khỏe. Rồi có không thích cái điểm gì à bạn gái không? Không thích bạn gái lè lè nhuộm tóc là em không. Cô này hồi nãy cổ nói là cổ không có thích chăm sóc cho cổ mà cổ thích tút cho người khác đẹp. Vậy là chị nói cổ đầu tư tút cho em lên nha. Dạ. Mập mập một chút nha, về tút ảnh lên nha. Qua cô làm gái sao? Em hay nuôi trẻ khéo lắm. Trẻ nuôi đó. Trẻ là trẻ lên cân chịu. Chào con. Trời, cái tính của con này chú thấy hay đó. Con không thích là em cái này em cái kia tụi em làm được. Nhưng nếu vậy đàn ông nhiều khi tao không thích. Tao nói đàn bà nam tính quá. Chính vì vậy con mới lên đây nè chú. Trời ơi, lanh lẹ hay sao. Con có ghen không? Lúc đầu thì buồn, nhưng mà nếu như mà anh đã đi với người khác á, con không nói nhớ đó. Lý do là con nói là cái gì của mình là của mình, không phải là của mình thì cứ cho. Chú thấy được rồi đó. Bạn trai thấy được rồi đó nha. Cặp này hơi ổn rồi đó. Ổn ha. Bây giờ hôm nay là em có đi với người thân không? Dạ em đi với chị con của dì và bạn của chị. À, chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh. Rồi, chào bạn. À, Bình, trong ngành giáo viên sẽ hiểu được những áp lực, cùng với nhau sẽ thông cảm được. Cái thứ hai nữa là cách bạn trai này nói chuyện rất là nghiêm túc. Cũng có chút hài hước đó. Hài là chị thích. Chiều cao, ổn. Bấm nút chọn, có duyên với nhau. Trút về nhớ nuôi khéo khéo giống như nuôi học trò ha, cưng ha. Dạ. À, chị nói với Bình xíu nữa là Trút á, bề ngoài nhìn mạnh mẽ, nhưng mà bên trong thì rất là yếu đuối. Chị muốn nói với Trút là như thế này. Trăm năm trước ta chưa được gặp, trăm năm sau biết có gặp nhau không. Cuộc đời sắc sắc không không. Thôi thì hiện tại ta hãy hết lòng với nhau. Chị là chị bấm nút anh chàng này rồi đó. Trời ơi quá. Được. Rồi sao có người chị tuyệt vời vậy em? Em sống với Trúc gần như là 4-5 năm nay. Dạ. Cho nên là cách Trúc nói ra là em hiểu. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn cô. Rồi mình đi với ai vậy? Dạ thì em đi với mẹ em và các anh chị đồng nghiệp trong trường. Có anh phó hiệu trưởng trong trường. Rồi bây giờ để nói chuyện với mẹ trước đi. Mẹ trước đi ạ. Rồi chào bác. Thì hôm nay con tới dẫn chương trình hẹn hò thì thấy cô Trúc nó cũng được dễ thương. Yeah. Tôi cũng thích là con nó kiếm vợ đồng nghiệp cho nó dễ. Yeah. Yeah, vậy thôi hết. Chưa. Cô làm gì? Thì ở nhà chồng Thanh Long ở Đen Thui nè, không thấy à. Nói chung là thằng Bình nó chịu khó chịu cực lắm. À, dạ cảm ơn bác. Em nói là có đi với thầy có thầy phó hiệu trưởng, chị có được. Em thấy là bạn Trúc thì cũng ngành nghề chung với ngành sư phạm. Bạn Trúc cũng dễ thương và nói chuyện thì vui vẻ. Nếu em như là chọn nghĩa phần Bình thì để thì em thấy là cũng đồng ý vậy. Rồi cảm ơn thầy. Các bạn lên đi. Kéo lên. Có mệt nghe không? Rồi tặng quà thì tặng có xong hai chậu lan tặng em. Dạ em cảm ơn. Hy vọng chúc mình cũng như là hai chậu lan có cặp có đôi ha. Dạ cảm ơn anh. Ý nghĩa không? Chưa trời ở đâu mà ngồi xuống vậy. Lấy đó. Chiêu ẩm rồi. Chết rồi.
Rồi, làm gì làm đi. Muốn ổng, muốn cổng, muốn bồng, muốn làm Sang gì anh, làm. Nổi không anh? Chắc ổng nổi thì té xuống đó chứ có gì đâu. Thử coi. Thử đi thầy. Điên vòng. Ổng nổi, ổng nổi. Thôi em ngồi kệ. Dạ. Ngồi đi em, sao thấy thầy sao? Giáo quá. Dạ chắc được. Rồi, hai bạn tâm sự rồi, đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Ủa em đi dạy lâu chưa? Dạ em dạy được gần 1 năm. Anh biết nấu ăn hả? Biết em thích nấu. Ăn giặt lắm, em không biết nấu. Và nấu những món ăn cơm gia đình em biết nấu không? Sơ sơ thôi. Thôi vậy được rồi. Nhưng mà em thích người khác nấu em ăn hơn. Em phải nuôi ảnh chứ, ảnh không nhờn thì bắt anh nấu. Không thì ảnh nấu xong em đút ổn ăn. Trời ơi. Nhìn ảnh thấy sao? À, em thấy anh ổn. Nói chung nói với em là ổn. Tại vì cái gu của em nó hơi bị dị người. Là ví dụ như anh phải biết hát, phải hát hay nữa nha, tại vì em là chuyên gia đâm xuồng bể rồi. Biết hát không? Không, anh thì cũng chắc cũng giống em á, cũng đâm xuồng bể đó. Hồi nãy nói độc thơ tặng em mà. Tặng hả? Trước khi bấm nút để tặng cho nó ý nghĩa hơn ha. Dạ, hẹn hoài, có bài thơ mà cũng hẹn nữa. Anh có thích là đi chơi không? Tại anh lãng mạn lắm cho nên rất thích là đi chơi. Sao tới giờ anh vẫn ấy? Thì lý do ấy có thể là anh chưa tự tin về cái ngoại hình. Ngoại hình anh thấy ốm quá cho nên chưa tự tin. À, gió thổi bay phải không ạ? Không sao, để em kéo anh lại, vẫn được. Giờ có cục dằn dằn lại không bay đâu. Vụ hẹn hò đó. Em cụ thể là em ở chỗ nào Đức Hòa? Em ở xã Đức Hòa Thượng của Đức Hòa. Đức Hòa Thượng. Dạ. Anh có sợ không, yêu xa không? Không yêu xa gì đây đó, 40 cây mà xa gì. Trên đó em có làm ruộng không hay em là chỉ đi dạy thôi? Em đi làm mướn được nhưng em không thích làm ruộng. Tại vì em chịu nắng không được, nắng một chút xíu là em cảm thấy rất là mệt. Chứ em đi làm mướn em làm gì? Dạ, ví dụ như đi làm xưởng nè, rồi đi lật đậu mướn gì đó. Nhưng mà phải mát nha, ví dụ. Ngồi đâu mới lạnh lặt nha. Dạ không có chị, em lặt phải có cái cây, có cái một cái chòi thôi nhưng mà kính quá em bị ngợp. Thôi bây giờ vậy nè. Đọc thơ gì đó. Nào, cố lên. Tặng em bài thơ nha, lần gặp đầu tiên là nghe bài thơ. Rồi. Dạ. Bức màn ngăn cách chúng ta, hình dung bóc dáng chỉ qua tiếng chào. Chân dung muốn biết thế nào, chỉ cần màn kéo lên cao thôi mà. Nhìn em duyên dáng thiết tha, nói năng nhã nhặn chắc là hiền ngoan. Giàu sang danh vọng chẳng màng, chỉ cần nàng chịu theo chàng về dinh. Đã. Hay quá. Bài thơ hay nhưng mà nó hơi sai sai. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi mời bạn. Chóng mặt quá. Sao em nói quá trời mà em không bấm nút? Chưa có lửa chị. Chưa có lửa sao nói dữ vậy? Anh đồng quá. Hồi đầu cổ có nói rồi. Là cổ nói chuyện xong là anh phải, nói. Phải có nói. Em dành em nói hết sao ta nói? Thì do mỗi người thôi. Nếu được bạn gái thì càng tốt. Còn không thì có duyên làm bạn bè bình thường cũng tốt. Cũng vậy. Tôi nghĩ rằng có lẽ chàng trai chúng ta cũng nên năng động hơn chút xíu. Mình phải tự chăm sóc sức khỏe cho mình cho nó mập mập. Thầy giáo rất là thiệt tình, chất phác. Em đôi khi cũng bỏ qua cơ hội rồi đấy. Đúng rồi đó. Nha. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Và chúc hai bạn cũng sớm tìm được đối tượng để mình tìm hiểu và đi đến hôn nhân. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn hai bạn. Đây, hoa của bạn. Nào, sách lan về đi. Ưu điểm của con là chịu khó. Dạ, với lại cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Còn khuyết điểm là hơi khó tính với lại nóng tính. Cái nóng mà cỡ lớn nhiều nhất là làm gì? Cái đó nhiều khi mình nói ra, lời nói của mình á, làm cho người khác tổn thương. Mời bạn nam. Chào em trai. Mời gia đình nhà gái. Em trai, mình giới thiệu về mình đi. Trước tiên em gửi lời chào đến anh Quyền Linh ha. Chị Hồng Vân, bạn gái ở bên kia. Quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Lê Trung Tính, hôm nay em 30 tuổi. Lê Trung Tính, 30 tuổi. Dạ. Làm gì Tính? Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty lốp xe.
Ở đâu? Quận 10 anh. Quận 10. Dạ. Quê em ở đâu tính? Dạ quê em ở Bến Tre. Còn em? Dạ con xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh với lại khán giả trong trường quay. Chào con. Dạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Võ Hoài Dung ạ. Con năm nay 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng ạ. Hiện giờ con đang ở đâu? Dạ con ở quận 9. Đúng ở quận 9, ở quận 10. Một người quận 9, người quận 10 mà xa. Bây giờ sẵn thì mình nói luôn nè, cái ưu khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của con là chịu khó. Dạ, với lại cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Còn khuyết điểm là hơi khó tính với lại nóng tính con. Cái nóng mà cỡ lớn nhiều nhất là làm gì? Cái đó nhiều khi mình nói ra, lời nói của mình á, làm cho người khác tổn thương. Tức là bằng lời nói chứ phải bằng hành động đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn ơi, bạn nghe không, bạn tính? Dạ nghe, đang nghe. Nghe, nghe, nghe đó, người ta nói hết rồi đó, rồi tới mình nói đi. Dạ, cái bên em á thì cái ưu điểm của em là siêng năng, ham học hỏi. Còn cái khuyết điểm của em là hay tin người hơi lố. Tin người hơi lố hả? Dạ. Có tiền cho anh mượn vài trăm hả? Cho mượn là cho mượn liền đúng không? Đúng rồi, nói vậy. Mình nói chút xíu về tình trường của mình đi tính. Dạ, em thì cũng trải qua hai mối tình anh. Hai mối tình? Mối tình là thời học sinh. Mấy năm? 5 năm. 5 năm, mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm. Nhưng mà yêu mấy năm á? Yêu cũng là 2 năm. 2 năm? Dạ. Là 7 năm yêu rồi. Dạ. Vì sao phải chia tay hai mối tình? Dạ, mối tình đầu tiên thì cũng chia sẻ là bạn gái đi lấy chồng. Rồi. Dạ. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì bị người ta bỏ. Ta bỏ hả? Dạ. Rồi đàn gái mấy mối tình rồi? Con trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là kéo dài 7 năm. Còn mối tình thứ hai là kéo dài gần 3 năm. Trời ơi. Trời ơi, vậy là cũng 10 năm yêu đương rồi ha. 10 năm yêu đương rồi. Tại sao lại chia tay? Dạ, mối tình đầu tiên là quen từ hồi còn đi học sinh á. Xong rồi sinh viên cũng quen, nhưng mà khi mà đi ra làm thì tính tình mỗi người mỗi khác á. Xong rồi ảnh bỏ con. Ảnh bỏ con. Ảnh bỏ con. Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là quen nhau cũng được, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nó khác. Hoàn cảnh gia đình là hai đứa tự động hay là đứa nào bỏ đứa nào? Hai đứa tự động. Hai đứa tự bỏ nhau hả? Dạ. Chứ còn không tin được là ai bỏ con á, con quá xinh xắn. Nói chung là trong tình yêu thì cũng không bao giờ nói trước điều gì ha. Rồi để cô coi thử nha, cô coi thử nha. Có duyên lắm mà. Chào cưng. Dạ, anh chào chị. Một người rất có duyên và cái khuôn mặt này rất là phúc hậu. Cưng mà chỉ cần mở rào ra tôi cũng hết hồn bên đây liền. Nó đẹp lạ lùng lắm. Thì... đẹp mà lạ lùng lắm. Đẹp lạ lùng lắm. Lên ra đây, đi ra đây. Đẹp mà lạ lùng luôn. Nói nghiêm túc, đi ra đây. Làm gì hồi hộp chứ tôi. Bà gì đàn trai tôi qua tôi coi đàn mắt đàn gái cơ. Sao mà lạ lùng. Hú hồn. Trời cưng quá nha. Thấy không? Một cái nét đẹp nó rất là cổ xưa, thấy không? Nói chung là gương mặt này rất là lạ, dễ nhớ. Dạ. Nhớ nụ cười rất là tươi ha. Cưng thích cái mẫu bạn trai của mình như thế nào, nói cô nghe. Dạ, bạn trai là cao trên 1m65, với lại cái bụng hơi bự bự. Cái bụng hơi bự bự đúng không? Cái bụng hơi bự bự, dùng hơi bự bự xíu. Có. Ừ. Sao lầm thì chưa chắc. Hồi lại. Ra nè, nói nghe coi nè. Thiếu hai phần á. Thấy chưa? Thiếu hai phần á. Thấy chưa? Đó. Thiếu hai phần. Dạ. Đó, nhưng mà cái bụng hơi bự bự là có nha. Dạ. Nó bù, còn gì bù nữa lắm nè. Mà cái sự chân tình, mộc mạc, dễ thương. Dạ. Thích hát nữa. Thích hát. Dạ. Biết hát không? Dạ, em cái đó em ca dở lắm. Ca dở kệ nó. Hát được là được. Đâu thử nào. Em ca bài Ta đi tìm em đi ha. Rồi. Một khúc thôi ha. Lớn lên khúc thôi. Hát hai khúc. Thành đô Lâm An, đại lý ta tìm nàng. Tìm em giữa Dương Châu chiều mưa. Biển kinh tương dương, lửa khói sáng đầy trời. Biết tìm em nó trốn nào. Thôi được rồi, được rồi. Em ngay kế bên nè, khỏi đi tìm đi. Ừ. Nói chung là cũng có hát. Có tinh thần được rồi không? Ừ, dạ. Gì nữa? Còn gì nữa không? Con có thích đàn ông da trắng hay là da đen? Dạ, da ngâm ngâm rồi. Được. Đúng luôn, cái này thì đúng rồi đó. Bây giờ đố bạn bên đây hình dung về một bạn nữ bên đây như thế nào? Theo mình. Cưng em hay em đoán hả? Ừ. Nếu mà nãy cái nói Nhân Vân có nói cái nét đẹp cổ xưa chắc cũng giống công chúa. Giống công chúa đúng rồi đó, đúng rồi đó, giống công chúa. Nhưng mà cái đó là đúng giống như cái ước mơ, cái suy nghĩ của Cưng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình hỏi thăm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ con đi với cậu, với dì, với lại bạn bè đồng nghiệp. Rồi xin mời đại diện gia đình có đôi lời chia sẻ.
Kính chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào hai MC xinh đẹp, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Chào hai cháu. Em là đại diện cho cậu ruột của bé Hoài Dung. Cậu cũng thấy bên này cũng thấy cũng hài hước, mặt mày cũng vui. Thì còn tương lai của con sau này hạnh phúc thì cậu chỉ nói vậy thôi, còn con là tự con lựa chọn. Còn riêng quan điểm của cháu á, thì bé là rất chịu khó và đặc biệt là có hiếu với cha mẹ dữ lắm. Cậu chỉ khuyên con là bây giờ lấy chồng á, biết ăn chơi thì về sau này nó không biết ăn chơi nữa. Bây giờ nó chưa biết ăn chơi mà lấy về nó ăn chơi hơi khổ, đúng không anh Quyền Linh? Đúng đó, cái đó cũng đúng đó. Cho nên là cái gì cũng phải phân phân phải phải thôi. Theo ý mình là khó lắm ha. Cảm ơn lời chia sẻ của cậu. Tính đi với ai nè? Tính dạ, em đi với bạn thân với mẹ em. Có mẹ à? Đây, dạ, có mẹ. Mẹ. Dạ. Dạ, ở đây em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bên nhà gái và quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp với anh Tính. Thì em ở đây, anh Tính á, ảnh rất là thật thà, chịu thương, chịu khó. Trong tình cảm thì ảnh rất là chân thành. Và anh Tính ở đây thì cô gái đây thì em chấm rồi. Công chúa không? Công chúa không? Đúng công là chúa. Công chúa không? Để mẹ nói đi, mẹ cảm nhận xét nếu như bạn này là bạn gái của con trai mình thì mẹ thấy sao? Dạ, xin chào cô Hồng Vân với chú Quyền Linh. Dạ, thì mình không? Là mẹ của Trung Tính. Dạ. Mình á, thật sự là ở dưới quê, nghe trai nó điện á, nó nói là nó tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mẹ lên dự. Thì hôm nay mình lên là mình biết cái bé này nè, thì theo mình thấy á, thì cũng rất là thích. Thấy nó ngoan với nó cũng dễ thương dữ lắm. Mình cũng muốn cho con trai nó có bạn á, để bậc làm cha mẹ yên tâm, có bạn cho nó vui vậy đó. Dạ, để thả nó tiến tới thì càng tốt. Dạ. Rồi vậy cảm ơn mẹ. Dạ. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Tính cười hoài nghe, tính có bộ răng đẹp quá. Bắt đầu đi Tính. Dạ. Chào em. Rối là Tính rối liền, Tính rối liền luôn. Đấy, tặng em một quà ha. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn em ha. Dạ. Rồi giờ nè, khui quà đi, khui quà đi. Em cho anh hỏi cái cuốn đầu tiên là em tặng anh là có ý nghĩa gì không? Tại vì em đọc thấy cuốn sách này nó hay á. À. Dạ, với lại nó nói chung là nếu mà quen nhau hay là sau này có cưới nhau thì trong đây nó có tư vấn về tâm lý á. Nó chỉ mình luôn phải không? Dạ. Các em có mới biết tại sao anh tặng em này không? Cái này là nước hoa hả? À, nước hoa. Dạ. Anh muốn em mỗi ngày đều xịt nước hoa là nhớ tới anh á. Dạ. Dạ, về ngồi ha. Đâu, dạ, cảm ơn. Con xịt thử có đúng cái mùi con thích không? Xịt thử coi, trời ơi cưng quá. Được không? Dạ. Được dạ. Không? Lúc nó nhỏ bằng tuổi tụi nó, người ta tặng tôi dầu dừa sức không? Không ai tặng nước hoa. Người ta tặng ông hay là ông tặng người ta? Tặng người ta người dầu dừa. Cái cảm giác đầu tiên mà em nhìn thấy anh nó như thế nào? Có cái bụng nó bự. Hả? Cái bụng nó bự. Hóp vô, hóp vô. Ủa nhưng mà nãy con nói là con thích phải không? Dạ. Ờ, thích người ta thích. À, thích hả? Thích phình ra, à, phình ra. Rồi. Đó. Thích có bụng. Nhớ mà, nãy nhớ hết cái bụng mà. Thôi. Như thấy cũng có cũng chững chạc, cũng có nói chung là cũng đẹp trai. Cảm ơn em. Em cho anh hỏi cái này ha. Dạ. Em ngày tháng năm sinh của em là ngày mấy ha? Dạ, em 3 tháng 9. 3 tháng 9 à, tại vì anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Hả? Nói lớn lên coi. Anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Sao kỳ vậy? Dạ, bạn gái 5 tháng 10 gọi là hơi cứng đầu á. Ủa sao kỳ vậy? Khó chịu lắm, mấy người đó khó chịu. Sao biết năm tháng 10? Từng trải á, từng trải nó biết. Từng trải, tức là hai người kia là ngày 5 tháng 10 hết hả? Có một người thôi. Dạ. Còn anh thấy em sao? Em nhìn rất là dễ thương. Nhìn là thấy cưng rồi đó. Cưng rồi đó, dạ. Cưng quá cưng. Bây giờ em ở quận 9 nè. Dạ. Công việc em làm, đang làm ở quận 9 luôn. Em ở quận 9 nhưng mà em làm ở quận 2 á. Mình đang ngồi sao đó? Quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Của em là một khi đã quyết định mà quen á, à, là sẽ là quen nghiêm túc luôn. Ừ. Chứ mà ví dụ như mà em lúc đầu mà em không thích hay là gì đó thì không có cho cơ hội. Dạ. Bàn cái chuyện hẹn hò đi. Nếu mà tụi mình bấm nút á, dạ, thì em muốn cái buổi mà gặp đầu tiên của mình sẽ như thế nào?
đi ăn đi uống bình thường thôi, đi cà phê bình thường thôi. À vậy ha, vậy dạ. Cũng đơn giản ha. Con hỏi anh coi anh có ghen không? Chứ giờ mình đẹp á là mình sợ mấy người mà ghen dữ lắm, mệt lắm. anh có ghen không? À, anh có hơi ghen chút xíu, nhưng mà anh có từng trải rồi nên anh biết sẽ phải làm như thế nào, phải ghét cái lời nói của mình á sẽ như thế nào. Với công việc á, nhiều khi công việc của em á, ví dụ như cũng có nhậu với công ty đồng nghiệp hay sao đó, anh có thấy con gái nhậu ít thôi chứ không có nhiều. Cái tính chất của công việc mình phải chấp nhận. Nó là như vậy. Tương lai mình tính sao, nếu mà hai đứa tiến xa hơn thì mình ở đâu? Cái này nếu mà hai đứa mình cho nhau cơ hội á, thì em thấy khoảng bao lâu nữa là mình cưới được? Em thì nếu mà hợp thì tại vì ba mẹ cũng muốn á. Thì nếu mà hợp thì năm này cũng được. Tôi cái hợp này nhau á là do hai tụi mình thôi. Chứ không ai sinh ra mà hợp nhau hết. Nó là như vậy. Nếu mà tìm hiểu thấy được thì cũng tiến tới cũng được. Tiền bạc thì ai giữ? Tiền bạc á, nếu mà hai đứa mình cưới nhau á thì tiền bạc là em giữ. Rồi con cái quan điểm với con trai con gái thế nào? Em nói đi. Con thì nói với em là trai gái cũng được. Có là mừng rồi. Mấy đứa? Em thì nếu mà kinh tế ổn định thì thích 2 tới 3 tới 4 đứa cũng được. Thấy 2 đứa được rồi em. Bây giờ đó em bước tới, em nắm tay cô ấy và nói những cái gì đó mà em đang suy nghĩ và mong muốn điều gì đó, để cho hai đứa có thể cảm xúc về nhau. Anh hồi học quá không biết nói gì. Mà thì ở đây thì cũng chưa có nói được nhiều, mà quan trọng đó, cái thời gian sẽ chứng minh. Mình sẽ làm như thế nào để cho bạn gái thấy cũng như em như là như vậy. Từ một cái lần nắm tay nó có cảm giác an toàn không? Nói chung là cứ cho nhau cơ hội. Rồi, về vị trí đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định bấm nút là trao cơ hội hẹn hò. Chúng ta đang đối diện với gia đình, bà con, họ hàng, hàng triệu khán giả. Mình không thể dối con tim mình được nha. Con tim mình mách bảo thế nào mình cứ làm y như thế. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai đứa. Có fan đó, có fan dễ sợ không? Các bạn đó là rất mong hai đứa nhấn rồi, người, hai, nhấn hai nút đứa đó. Hợp với nhau, hai đứa nắm tay đi. Cái bạn này có duyên lắm á nha con. Bây giờ nè, có cậu, cậu như là cha vậy đó. Rồi với mẹ luôn. Bây giờ em hứa đi, cậu với bên nhà mình đi, là bắt đầu xin phép tụi con hẹn hò với nhau từ bây giờ. Con có lời nói với cậu ha, cậu như cha mẹ. Bây giờ bắt đầu cho tụi con quen nhau. Con sẽ cố gắng để mà thể hiện cho em thấy là mình thương, rồi sẽ tiến tới. Nói gì với mẹ đi, nói em mẹ nói gì đi. Với mẹ. Con giờ con bấm nút là con cũng suy nghĩ nghiêm túc về cái là quen nhau, là cũng có suy nghĩ nghiêm túc về á. Cũng mong sau này mà có, nếu mà được làm dâu của bác thì mong bác thương yêu. Mong bác thương yêu con. Nhìn bác hiền hậu lắm á. À, giờ xin phép cậu cho con bạn gái cái. Dạ, con xin phép cậu vợ cho con hôn em ha. Cậu mở có đồng ý không ạ? Dạ, cậu mở có đồng ý không ạ? Nó dễ thương lắm á. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitareri do Vina Cacao sản xuất. Vitareri xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitareri. Vitareri tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền Vitareri trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên và họ đã đồng ý hẹn hò rồi quý vị. Chúc cho họ sẽ sớm tìm hiểu nhau và thông báo tin vui cho chúng tôi.
Em thích nhất là màu hồng. Em thích nhất là màu hồng. Hả? Gì? À, thích màu hồng, màu đỏ nhưng mà thẳng. Có mua đất ở Củ Chi á chị. Dạ nhưng mà cha mẹ thì không có chịu. Cha nói thôi thôi về quê sống với cha thôi, em về luôn. Lâu lâu cũng có dơ. Có đi bia ôm không? Dạ cũng lâu lâu cũng có. Thấy gái là vô liền, chụp liền. Mày có bị BD không? Mày có bị BD không? Bữa nào đi với tao, tao chỉ cho đi cái đó đó. Không mà đi cái đó đó là đi đâu? Đi cái đó đó chị. Thôi đừng hỏi nó, nói thiệt nữa giờ đó. Đây Văn Lâm quê quán ở Tân Sơn, Ba Chi, Bến Tre. Em nghề nghiệp buôn bán mía. Anh Lâm bao nhiêu tuổi anh Lâm ha? Em 32 tuổi chị ơi. Em tên Sally Diếu, năm nay sinh năm 1. Em tên gì? Em tên Sally Diếu, sinh năm 91, quê quán ở Sóc Trăng. Công việc hiện tại em là công nhân may ở ngay Củ Chi chị. À, anh có này tặng em. Có mía với con sâu này. Chúc em vui vẻ. Cảm ơn anh. Em cũng có tí xíu quà. Sâu đó là sâu gì vậy? Dạ. Cái này đó là món quà của em, là em ăn cắp hành của mẹ em đem lên. Còn cái hộp này em tự mua nha, em tự làm. Còn cái này là em tặng anh nữa. Em giữ nữa, nếu mà mình có duyên thì cho nó gặp lại nhau. Em mở ra tôi coi coi ăn cắp của mẹ gì mà tặng em vậy? Em không biết. Hành. Trời ơi. Đúng là ăn cắp hành thiệt. Cắp hành mà dán hồ dính vô. Tại nhà em trồng hành, mà hành thì lại gắn liền với tuổi thơ, sự khó khăn của em, nên em thấy muốn tặng cái đó. Ừ. Hành đó. Tạo hình gì trong đó vậy? Mặt cười, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ như em. Cái mặt ở trong cái vậy là anh đang chê em xấu hả? Bây giờ hai bạn đi. Anh lần đầu tiên anh thấy em sao? Đẹp quá không? Không, cũng dễ thương. Anh tính tình cũng vui vẻ. Còn em thấy anh sao? Em thấy anh hả? Đẹp trai hơn sự mong đợi của em. Nhưng mà thấy anh hiền, ít nói. Anh buôn bán mà anh ít nói, rồi anh buôn bán làm sao? Thì là người ta hỏi giá, cái anh nói giá, người ta trả giá, cái em được anh bán không được thôi. Chứ bình thường anh để hàng vậy là muốn mua không mua kệ anh. Đúng rồi, tại anh không có rau. Có tại anh có chiếc xe mà. Có chiếc xe lôi đó. Vậy là để vậy là có cái lo là tự phát là tự ra. Không có lo luôn. Bắt đắt thì đắt, muốn ế thì ế tệ hả? Anh bán đã quen rồi. Khách mối quen lắm thì người ta lại ta mua không à. Ủa vậy là anh bán một chỗ hay là anh bữa nay đi chỗ này mai thì đi chỗ kia? Đứng có một chỗ mà. Đứng một chỗ vậy mà hình đẹp trai vậy mà sao không có em nào hốt anh đi vậy? Cũng có chứ, tại anh cũng hơi kén chọn. Ồ, kén chọn hả? Tại người người ta lớn tuổi hơn anh quá với nhỏ tuổi hơn quá, anh sợ người ta còn bồng bột. Nên anh mấy người thấy anh cũng mới có 20-21 tuổi à. Ồ vậy hả? Chỗ cái tuổi đó là tuổi đang đẹp mà sao anh không hốt gì kìa. Tại còn nhỏ tuổi quá, anh không thích. Vậy vậy mình từ từ mình nuôi nấng, mình rèn luyện nó sao mà được mà anh. Còn em là anh thấy em lớn tuổi vậy thôi, chứ cái tính cách của em là nó còn trẻ trâu lắm. Vậy đó. Nó tưng vậy đó, là anh về rồi anh thấy sao? Cũng vui mà, anh thấy em cũng vui. Rồi em mà cái miệng tí li vậy anh chịu nổi không? Anh thích người nói nhiều mà. Mà đừng nhiều quá, đừng có càm ràm mà được. Nếu mà bình thường mà anh đi làm về mà anh suốt ngày đi uống bia ôm, anh làm 500 ngàn uống hết 400 còn trăm về, coi như là em gút ấp ống anh liền. Anh chịu nổi không? Tại anh chưa có, giờ có em chứ, mà anh có em rồi về anh đâu có đi đâu. Đúng không? Anh có bị bệnh tim hay là bị yếu tim gì không? Không. Ồ vậy thì nếu mà anh có bị bệnh tim hoặc yếu tim thì anh đừng nên bấm nút. Còn anh mà không bị bệnh tim thì anh nên bấm nút. Tại vì thường thường là không có ai chịu nổi em hết trơn á. Để hỏi trước. Em là Nguyễn Thị Thùy An. Em sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em năm nay 28 tuổi. Dạ em là nhân viên văn phòng chuyên bên quản lý kho. An 28 tuổi, quản lý kho ở Tiền Giang. Em cũng đến từ Tiền Giang, nhưng em tên là Nguyễn Trung Nhân. Em cũng làm là cũng giống như là quản lý kho bạn, nhưng mà em làm giám sát bên mảng giao nhận kim luôn trợ lý kho. Chức danh chính thức của em là phó phòng. 32 tuổi. 32 bên kia 28. Tí sủ dần mẹo thình tị ngọ mùi thân dậu hốt luôn. Được. Qua qua. Ví dụ nhà em nuôi chó nhiều quá, tới lúc anh vô rồi em có dẫn anh vô không? Tất nhiên là có rồi. Chứ đừng để rượt anh chạy là anh không dám quay lại nha. Không có chuyện đó đâu, em bảo kê cho anh. Rồi. Dạ. Rồi
Bữa nay anh có đến chương trình, anh có tặng em một món quà mà do chính tay anh làm. Hả? Hay, đó, đưa qua. Rồi, anh tặng em. Dạ, em cảm ơn anh, em héo tay quá. Em cảm động quá. Hai đứa cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Em cũng hơi bất ngờ hôm nay bạn gái bạn áo màu hồng đúng rồi mà em thích nữa. Lần đầu tiên gặp anh á thì em thấy cũng bất ngờ, giống như là em yêu cầu. Thấy anh cũng dễ mến, hiền. Hy vọng là mình có duyên có nợ. Bây giờ mình nói như là một câu, nói từ trái tim của mình nha. Mình suy nghĩ về người đối diện thế nào, sau đó mình tiến hành là bấm nút thôi. Em lên đây nói cũng bất ngờ, thấy bạn gái cũng rất là hiền. Em thấy lòng nó nôn nao gì không? Dạ, cũng có hơi hơi anh. Hơi hơi nôn nao rồi. Em gái nói gì? Em là cô gái Tiền Giang, không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang. Để tìm anh, em vượt ngàn cây số đến chương trình này, mong gặp được anh. Anh ơi, anh có thích em chăng? Thì hãy bấm nút anh nhé. Đừng để trái tim nửa đỏ nửa xanh. Giọt nhớ giọt thương anh gửi lại, mà sao giọt tình vẫn chưa phai. Thương em đêm trắng anh thức trọn, cầu mong tơ hồng sẽ lứa đôi. Trời ơi, thôi thôi quay lại bấm nút. Em tên là Hùng Nguyễn Minh Hùng, quê ở An Giang. Em hiện tại là nông dân, thì em làm vườn. Em tên Nguyễn Lương Thảo, năm nay em được 27 tuổi rồi. Em đang làm việc tại Long An. Em sống ở Kiên Giang. Mình làm công việc gì ở Long An? Dạ, em là nhân viên kiểm hàng. Có sao để vậy người có ơi? Có sao để vậy người ơi luôn ha. Hồi nãy uống cái khăn đẹp lắm, có cái kẹp gỡ quá, anh Linh lấy rồi. Đây, anh có đóa hoa dạ, tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Với lại cái này tranh gia đình anh chồng. Dạ. Anh thấy cái vụ mà hói hói đó thấy ổn không? Sao hói nhiều vậy? Xưa kia nó không hói nhưng bây giờ nó hói. Thôi sau chương trình anh về anh tìm thuốc sử dụng tóc cho mọc nhiều ra chút xíu đi. À, như có mắt he thì phải ạ. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh cảm giác như thế nào? Nói chung là giống như nãy em nói vậy đó. Thì nhìn em ban đầu thì thấy nó hơi dữ, nhưng mà có thể là cảm nhận được em cũng không phải như cái nét ban đầu, cũng dễ thương mà. Nhìn em anh chấm được khoảng mấy điểm? 7 điểm. Được những điểm như thế nào được 7 điểm anh? Chẳng hạn như về dáng, về làn da, dạ, về nụ cười. Còn em nhìn anh sao? Thì nhìn anh thì nói chung là mấy điểm? Chắc cũng được 6 điểm mà. Chắc cũng được gần gần được 6 điểm, chắc 5 điểm rưỡi. Thì về sự thật thà nè. Nói chung về cái tánh khen ta ngoại hình chút coi. Thì ngoại hình thì nói chung là đẹp. Chỉ có tóc là nó không được đẹp lắm thôi. Trời ơi, em trừ cái điểm hói nặng quá em. Nãy giờ em nói chuyện với chàng trai đối diện á, dạ. Em cảm giác nó trong người nó thế nào? Nó có thay đổi gì không? Dạ rung quá trời luôn anh. Rung không? Vậy là dạ, có thay đổi rồi đó. Còn em trai? Thì em nhìn bạn xinh. Thích không? Dạ thích à. Thích hả? Thích là được rồi. Dạ. Như vậy là tốt rồi. Em tên là Nguyễn Văn Đô, em 27 tuổi, quê em ở Kiên Giang. Hiện tại em đang là bảo trì xe máy ở công ty Hoàng Minh ở Biên Hòa. Em là Đoàn Thị Huỳnh Mai, năm nay em 27 tuổi. Em đến từ Cà Mau và làm việc ở Cà Mau luôn. Anh có món quà tặng cho em. Em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Anh cảm ơn, cây xương gồng. Tượng trưng cho tình yêu. Thì lần đầu tiên anh nhìn thấy em á thì xinh, dễ thương, hơn sức tưởng tượng của anh. Em thì em cảm nhận về anh á thì anh thật thà. Anh thật dữ lắm, thật luôn. Thật kiếp mà thay kêu gửi xe kiếp là gửi hoài luôn, gửi hoài luôn. Dễ hiền nữa. Rồi thêm cái là khi mà nói về mẹ của anh á thì em cảm thấy là anh rất là thương mẹ. Em cũng vậy nên em cũng rất là thương mẹ em. Em có thể lên Đồng Nai làm cùng anh được không ạ? Anh mà nó hỏi em vậy thì rất là khó đúng không? Cái đó từ từ cũng được. Anh có thể là sắp xếp công việc cho em hiện tại là ở đó không? Được. Nếu mà giả sử vụ đó anh giỏi lắm, chạy cho nhanh lắm. Tại vì ba mất thì cũng còn mẹ thôi, thì mình cũng phải tự lập mình vươn lên. Lâu lâu anh được nghỉ thì anh có thể là xuống thăm em. Xa thì anh cũng không có sợ xa đâu. Hai đứa mình mà thương nhau rồi thì dù xa ở đâu người ta đi cũng được. Người ta từ nước ngoài ta qua đây người ta cưới vợ cũng được mà. Nói chi là mình
Anh thì được cái anh hơi ốm thôi, nhưng mà được nào đó không có bệnh. Anh được cái anh hơi ốm hả anh? Dạ. Công việc của em thì nói chung em cũng siêng làm, nhiều khi đi làm rồi cỡ buổi trưa đi sửa xe rồi thôi để thôi gán đi gán cái qua giờ, thì nhiều khi mình ăn không đúng giờ với lại không có đúng chất bên kia thì nó cũng ớt. Anh cũng ăn đâu có đúng giờ đâu mà sao anh mập dữ vậy? Hai bạn có món quà tinh thần gì tặng cho nhau không? Nhảy. Có không? Thì đến cái chương trình thì cũng như tặng cho tất cả mọi người ở đây, cũng như là bé Mai ở trên này, là anh chị Quyền Linh và chị Năm Thư. Thì em xin hát một đoạn của cái bài Phố Đêm. Tuy nó không có được hay thôi, nhưng mà nó cũng tinh thần là nó vui. Phố Đêm. Phố Đêm đèn mơ vắng vắng, màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong phố đêm. Em quên lại cho em qua được không? Phố đêm nữa rồi. Phố đêm. Phố đêm. Phố đêm. Thử rồi, 2, 3. Phố đêm. Phố đêm. Em thử rồi, 2, 3. Phố đêm đèn mơ vắng vắng. Rồi bây giờ mời Mai đứng dậy, Đô đứng dậy. Em nắm tay. Rồi hai bạn nắm tay nhau. Nhau. Rồi nhìn nhau bắt tay. Hy vọng là em tay. Cho một cơ hội để chưa? Mình có thể là chưa mà em hãy tin ở anh sẽ là lo cho em. Nếu mà anh thật sự biết quan tâm hoặc là nghĩ tới tương lai á, được. Đô có rung động với cô gái? Dạ có, tim em đánh thầm thập vậy. Em thấy chàng trai trước đối diện trước mặt mình hợp với mình hay không? Hợp. Dạ. Anh Linh vậy. Rồi cảm ơn hai bạn. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện theo phiên bản đặc biệt dành cho các quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ chính cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Thì hiện tại em là một sinh vừa mơm ạ. Em cũng có gia đình. Em không chửi người ta, em bực trong lòng á, có khi là em khóc. Làm việc nhà gia đình làm được hết, nấu ăn rồi mở quán bình dân thì cũng được. Em và anh đến với nhau á thì con của em có phải là trễ ngại với anh? Chắc chắn là không phải gánh nặng rồi. Em cũng một lần ly hôn một lần rồi. Con muốn cho cô làm vợ ba con. Thôi ra chị em mình thì gọi là bắt tay vậy á, phấn khởi với chú ông. Dạ. Hai bà xui ôm nhau đó. Anh phải chăm sóc bản thân anh thật tốt thì anh mới có thể chăm sóc được người yêu và người phụ nữ của anh tốt nhất. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.